Hai chào bạn, quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Ok, vòng đi chợ đầy đủ hoặc là bản vô thưởng tối thượng là hợp lý nhất. Vương miện chiến thuật thì không không ngon bằng, thì thằng nào cũng được một cái vương miện thì nó nhiều hơn, nó đông hơn thôi chứ đâu có gì đâu bạn. Cơ bản là nó không ngon bằng hai cái kia. Hai cái này thì nó cho mà, thì thằng nào cũng được chọn, nhưng mà được con cái là bạn biết sao, có thằng chọn cái này, có thằng chọn cái khác, nó sẽ khác biệt. Còn khi mỗi thằng thêm con thì dễ quá, có gì đâu, không có gì hay, cơ bản là vậy. Rồi Zing hay đấy, Zing có vẻ như hay đấy, hợp lý đấy, được được đấy nha. Nói chung là bây giờ khởi đầu bằng gì chứ, khởi đầu bằng bân là ngon lắm, xoay rẻ nè, con tướng nó mạnh nè, đủ kiểu phải không, cứ vô xoay rẻ là mình thấy ok. Con tướng nó mạnh nữa, vô là có dinh dinh, chỉ cần mà nếu mà có dinh siêu sao hoặc là theo kiểu là dạng dinh 2 thôi cũng được, tóc đánh thôi là cũng ok. Còn nếu mà được theo kiểu là theo kiểu siêu sao đó thì càng tốt, còn bạn có đi hay không thì tùy bạn nha. Nhưng mà nếu là mình đó nha, mà có siêu sao á, mà mình kiểu như mà mình nhắm mà mình gọi là mình KS được á, là random tới chết, reroll tới chết luôn, cỡ nào cỡ tao cũng chơi kiểu vậy luôn bạn không. Để coi ư dạ, trước tiên lấy con Vi trước rồi bỏ con Vi vô là chúng ta có hai bân, hai bân xoay cho nó rẻ, xoay lần đầu tiên xoay có một tiền thôi, sướng gần chết. Thật ra là đúng kiểu sướng luôn á chứ. Mà một tiền cũng được các bạn, mà nó cho được một lần thôi, nhưng mà xoay vậy có khi lên được bài nhanh lắm nha. Nhanh lắm luôn á chứ không giỡn đâu nha. Nhiều khi bạn chỉ cần xoay vài phát thôi là bạn thấy bạn có con ba sao rồi đó. Nhiều khi bạn còn không hiểu tại sao bạn có con ba sao luôn á, nhưng mà nó lại nhưng mà nó lại có con ba sao rất là lạ luôn, nhờ xoay một một vậy không á. Nhưng mà thích mở rộng không, đầu tiên hòn là không chơi rồi. Tam luyện kiếm cũng được, nhưng mà hai cái tam luyện kiếm thì để đâu, nó đang bị đột tác. Quà sinh nhật đi, quà sinh nhật này là mình sẽ lên level, mình sẽ được tặng tướng. Đây rồi, nhưng mà chết rồi, lỡ lấy quà sinh nhật rồi. Cái quà sinh nhật thì nó không có ăn khớp với bần dữ lắm đâu bạn, nó cơ bản là nó từ khi nào mà nó hên dữ lắm kìa. Nó hên dữ lắm, nó tại vì bạn up cấp mà, là cái quà sinh nhật á, nếu mà bạn muốn mà tận dụng được cái lõi quà sinh nhật mà ngon nhất là bạn up level thật nhanh cho mình. Eco làm sao đó up level thật nhanh cho mình thì bạn sẽ có được những con tướng mà khả năng cao là bạn lên được con tướng 2 sao 3, mấy mà gọi là 2-3 tiền 3-2 sao sớm á thì bạn khỏe đúng không. Tự nhiên cái quà sinh nhật là rất là ngon, nhưng mà được con cái là nếu mà đi team bug thì cái mình phải eco để làm gì, để reroll, reroll ở level 5. Mà giờ reroll level 5 thì cái lõi sinh vật nó lại không có khớp lắm. Chết rồi, pha lấy lõi này ẩu rồi. Mà biết nó ra siêu sao dinh đâu. Chết tui, pha ấp lõi này hơi ẩu á, chứ đáng lẽ là nếu mà không ra siêu sao dinh á thì pha này là mình gọi là mình chắc chắn là mình phá 8 luôn cho nó hợp lý. Nhưng bây giờ tự nhiên ra siêu dinh như vậy chứ là lại muốn đi đi bưng, mà lại muốn đi bưng thì nó lại không có ngon, cái lõi quà sinh nhật nó không có tận dụng được các bạn, kiểu cảm giác như nó hơi phế phế. Gặp mà lỗi qua sinh nhật nếu mà không phải bưng là mình úp này úp 4 rồi, úp 4 kiếm một ba con rồi là ngon rồi. Nhưng bây giờ lại không được, cái chứ tộc ở chỗ đó đi chứ. Sao ta, một là giữ lỗi, hai là giữ bộ đội hình này, nếu mà mình đi bưng dinh mà gọi là bưng thì cũng ngon lắm chứ, đâu có tệ các bạn. Dinh liên xạ rất là ok luôn. Cái bây giờ cái lỗi này chấp một lỗi thì khó, tại hiểu không, chấp một lỗi nào chứ chấp một lỗi kim cương là hơi cứng đấy, là bạn hơi gọi là hơi gọi là bạn nghĩ là bạn hơi chắc tay đó nha. Chứ chấp một lỗi kim cương là gọi là cha chú người ta rồi đó. Nếu bạn chấp, bạn thà bạn chấp theo mỗi một lỗi bạc một lỗi vàng thì còn chấp nhận được, chấp một lỗi kim cương thằng kia nó cầm lỗi kim cương nó đánh bạn thì thôi luôn. Cái đó mà nó lấy kiểu như là thăng hoa tột đỉnh một cái là thôi, là bạn thấy bạn chấp nó một lỗi thăng hoa là bạn thua rồi. Vừa vô nó có 15% sát thương, 15 giây sau nó có thêm 50% sát thương nữa, trời ơi, nó bắn bạn thì thôi luôn.
đúng kiểu là như con chó dòi luôn chứ chẳng đùa. Nó đau họng quá. Anh em thông cảm, Tết chơi hơi lúng. Tết chơi hơi lúng, uống nước đá rồi trời đất coi Yasu à, cái đó mà ra zin chứ coi. Mà nói thiệt cái này mà ra zin ít một cái thôi quỷ diệt. Khẳng định với anh em cái đó mà nó ra không phải con Yasu 2 mà một con zin ít 2 nữa coi. Xong. Bỏ túi luôn, bỏ túi mấy này luôn. Bỏ túi cái một luôn anh em hiểu không? Nhưng mà nó lại không có, đời đâu có như mơ rồi đâu không? Tưởng đâu 21 ai giờ quá. Đau họng rồi, tại vì Tết mà. Ăn đồ nóng nữa chứ, đúng rồi. Ăn đồ nóng không rồi còn theo kiểu cái dạng mà còn là hét lên nữa. Trời ơi. Bây giờ ai mà kêu đọc lô tô thì thôi luôn. Đọc ai đâu nghe, phải lấy cái micro. Ôi trời. Em vậy cũng nằm hạng 3, hay thiệt. Đồ hình vậy cũng nằm hạng 3, cũng tục đấy. I alone decide my fate. Lockdown is a fight. Xoay cái đai này. Ra mít pho tun hoài nha. Nãy giờ để ý rồi nha. Ra mít pho tun hai lần rồi đó. Lần trước là mình bỏ rồi. Lần này không biết có nên lấy hay không. Mít pho tun lấy hai lần mít pho tun rồi đó là thấy hơi thấy hơi căng căng thẳng thẳng rồi đó nha. Được được đây được đây. Từ từ để mình coi coi bài nó ra màu phải không? Bài nó có màu như vậy thì dễ. Bài nếu mà có màu thì mua để đây cái đã rồi tính. Nếu mà ra thêm mít pho tun nữa thì tự hiểu đi ha. Mà bài này nếu mà đi nếu mà biết vào tool thì cái lõi đầu tiên này rất là ngon. Cái lõi đầu tiên rất là ngon luôn, tận dụng được hết luôn đó nha. Cái lõi nếu mà có biết vào tool này thì cái lõi quà sinh nhật này là rất là tuyệt vời luôn, đi rất là phù hợp luôn. Nhưng mà để coi đi được hay không cái đó từ từ tính. Ok. Trời đất ơi. Xoay cái một tiền bỏ chuột luôn hả ta. Nè thấy không, chuột hai nè rồi mít pho tun nè, bài có màu. Bài này màu chắc rồi. Trời đất ơi, bài này màu mè như vậy là bói được liền. Bài này màu như vậy mình bói được liền bạn ơi. Trời đất ơi, tưởng gì tưởng gì bài này mình bói được cái một liền. Trời ơi, thầy bói đây nè bạn. Thầy bói nè, mình bói cho bạn coi bài này mà không đi, bài này mình đi được bân mình cùi cho bạn coi, không bao giờ được luôn nè. Zin không bao giờ ra nữa luôn. Trời ơi, bài như vậy là hiểu đi, nó có lượt hết rồi. Anh em nào chơi nhiều sẽ biết, anh có những cái gọi là cái team mà gọi là nếu mà anh em đã roll tới đây rồi, anh em nhìn cái màu nó là anh em tự hiểu liền. Anh em nhìn cái màu nó là anh em hiểu à, gọi là hướng nghiệp ao liền, chắc chắn là nó không phải đi bộ đó rồi. Kiểu luôn nhìn vô nó sai liền đúng không? Giống như những có những cái game mình hồi đó mình thích đi thi mà làm trắc nghiệm, mà làm trắc nghiệm môn tiếng Anh. Mình cực kỳ thích luôn. Tại sao? Nói chung là mình cũng không giỏi tiếng Anh lắm đâu, nhưng mà làm mà trắc nghiệm tiếng Anh sướng lắm. Có nhiều câu nhìn vô cái nó sai bét liền. nhìn vô biết đáp án liền luôn. Nó mình đơn giản đúng không? Đó, cho nên bây giờ bố mình bán hết đi, bân đi chuẩn bị đổi qua đội hình khác thôi. Chuẩn bị đổi qua đội hình khác thôi, chứ nhìn là bài này là biết là đáp án là không phải bân rồi. Bài này sai chắc rồi anh em không, cho nên là ok. Trời đất ơi, vụ gì chứ mà này là đoán được liền, đoán được liền, đoán được liền luôn chứ có gì đâu. Ok. Ôi được đấy, có súng có đạn luôn kia đầy đủ hết, ngon lành. Ây da, có xa luôn nè, đủ. Pha này chắc chắn luôn, mình khẳng định với bạn luôn. Đi build đồ hình này là hiểu đi. Bây giờ chỉ có tay to mặt lớn thôi. Hợp lý liền, bỏ vô big tay to mặt lớn là không có sai được. Nè, sai cái kiểu chó gì được bạn, bạn coi đi. Thấy chưa? Mình mới level 4 đó nha.
Rõ ràng không, nhìn vô là biết liền, nhìn vô là biết đáp án liền luôn, đúng kiểu là giống như là thi trắc nghiệm tiếng Anh vậy đó, nhìn vô biết liền. Nhìn vô biết liền, biết là điền vô câu nào là đúng liền luôn. Phải không? Nó hay cái một chỗ đó là sao, hồi đó mình thích trắc nghiệm tiếng Anh lắm. Tại sao nhìn vô có những cái câu mà nó sai hẳn luôn mà không cần phải tính toán, cũng không cần phải áp dụng công thức què, nhìn vô sai liền luôn. Nhìn vô sai liền luôn. Nó nói một con nhỏ nó leo lên một cái cây, nhưng mà mẹ nó kêu nó là hãy cẩn thận đi. Cái cây đó là cây gì? Vô rồi cho cây hoa hồng. Con bé nào leo lên cây hoa hồng? Cây chanh. Điên hả? Leo lên cây chanh nè. Leo cây táo, đúng chưa? Hoặc là leo cây gì đó nó có nó bự mới leo được, đúng không? Vô cho cây hoa hồng là biết là không phải rồi. Đây cái đáp án này không phải rồi. Nhìn vô biết liền, phải không? Giờ cái game này cũng vậy luôn, đáp án nhìn thấy được liền. Được đấy. Cho con này 1 tiền 2 sao để vô, bây giờ biết sao? Bán gia su đi luôn hợp lý. Đúng rồi. Mình lấy cái vô cực kiếm mình cho con Mr. Tool ra. Cho trước thôi, Mr. Tool cầm vô cực kiếm ổn định. Nhưng mà chưa phải là ngon nhất anh em không? Đó. Bây giờ mình đưa cái giáp máu có cái là trang bị ánh sáng này cho con cố này luôn là hợp lý nè. Đó, đưa cho con về cái con gì? Cái con Casente. Casente luôn là hợp lý rồi. Đó, thấy chưa? Trời. Bài màu như vậy anh em bối là không có sai được, nói thiệt luôn, thầy bối là không có sai được luôn á. Thầy bối là số 1, thầy bối này số 1, còn ở kia để cho Pandora nó rã đồ. Đấy. Đấy, bây giờ bài này bối cỡ này chuyển bài là cái một liền, vụ gì chứ mà nói thiệt luôn á. Nếu như mà Bân với lại Gia này mà theo kiểu đổ qua cho nhau mình chấp nhận. Bởi vì Gia này cũng là một trong những con bài ok lắm anh em à. Đó, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nó lên mà nó ra bài rất là ngon luôn. Nhìn cái kiểu bài màu là mình biết đây rồi, ghép đồ luôn, hợp lý quá đi chứ. Còn cái nón này nếu mà được thì có thể sử dụng cho con 3 cũng được. Nhưng mà không, cái nón này để thêm một đồ cho Miss Fortune nữa đi, cho 3 món luôn hợp lý. Tại sao 3 món luôn cho Miss Fortune là hợp lý? Để 3 món Miss Fortune luôn chút xíu nữa, kích hoạt cái fan cứng á, nó dặn đồ ra xong mình cho mình chọn lại lần nữa cũng được. Chọn hoàn hảo. Bỏ túi. Hơi thiếu tăng chút xíu, bài này hơi thiếu tăng chút xíu. Nếu như mà con Vex nữa thì quên không phải Vex mà con Neko nữa thì tốt. Có một Neko nữa thì giúp cho team mình nó tăng hơn chút đỉnh nữa. Với lại là kích hoạt được cái Karia. Karia thì nó cũng giúp team mình tăng lên, với lại thêm chất thương cũng hợp lý. Chỉ là kích ba Karia đó là ngon rồi. Ai chà, có sẵn luôn. Đời, nhưng mà đời này làm gì lấy được sẻn mà, quên đi. Rồi, lấy Neko vậy. Mới nói có Neko luôn mà còn dướng KBF ở trên nữa. Thầu nó lại quá tuyệt vời. Nó lại quá tuyệt vời luôn phải không? Nó lại dướng KBF nữa, nó lại chơi tới công chuyện luôn. Phải như Neko không thì chúng ta còn phải lăn tăn, chứ còn mà Neko mà dướng KBF ở trên nữa thì thôi húp vội. Húp vội. Ok, trời ơi, bây giờ Neko bây giờ từ như mình Neko bây giờ thay con gì? Có thể thay Casante luôn để 3 Karia luôn cũng được, còn không bây giờ úp 6. Úp 6 là một lựa chọn hoàn hảo luôn. Tại sao? Quà sinh nhật, chúng ta sẽ nhận được quà sinh nhật luôn. Quà sinh nhật nhưng mà giờ nhận tướng là nhận tướng ngon rồi đó, chứ không phải nhận tướng dởm đâu nha bạn. Đau họng quá anh em thông cảm, tiếng mình hơi khàn. Tiếng hơi gàn. Đồ nóng quá, cắn hột dưa với lại hạt hướng dương. Hạt hướng dương dữ quá, ho đi. Nóng nữa với lại mấy cái đồ nóng là Tết hay ăn củ kiệu, hành đó, trời đau đầu họng giờ nó bị khan tiếng luôn. Mà còn đóng thêm nước đá mấy cái trò rồi, được quá luôn. Bây giờ cái họng nói tiện hết nẩu luôn, quá đáng rồi. Mà nói chung là đây là một trong những một cái đặc sản các bạn ơi. Một cái đặc sản của mùa Tết là sao?
bạn mà không ăn mà được hành hoặc là củ kiệu là bạn ngán tới chết. Chịu thôi bạn, phải ráng chứ, mà ráng ăn củ kiệu vô chứ đã không là ngán lắm đó. Xấu nè, bây giờ rớt ra đồ nữa nè. Trước tiên là xếp ba caria cái đã, xong rồi lấy đồ con gì. Tốt, tốt luôn, lên con này luôn, ngon đấy. Con Kai'Sa. Kai'Sa con này cũng là một trong những con mà mình sử dụng luôn. Nếu mà lên được 3 sao quá tốt, mà không có không được bán thôi đúng không? Dễ. Nếu mà tuôn 2 đồ tới vậy cũng ba cũng tới công chuyện đó chứ bộ. Nếu mà tuôn 2 đồ tới vậy chứ cũng ông cố ông nội không chứ mà giỡn đâu các bạn, bắn tốt lắm á. Ok. Cái nữa em ơi, anh tiêu cái nữa em ơi, đúng rồi, nãy nè, xạo hả bạn, xíu nữa là gãy rồi, à, bạn tính dụ tôi đúng không, dễ gì ăn được gỗ, ai đây rồi, à, Kennen là phải lấy, là Kennen là một trong những cái con mà phải lấy, phải có luôn, tại chút xíu nữa kích hoạt tru đam với lại kích hoạt hộ pháp, à, là nó phải có hộ pháp với lại con Neko, à, ba phanh cứng, bây giờ team mình chưa có siêu sai. Cho nên là cái phanh cứng nó chưa cần thiết rồi, bây giờ mình đất 7 rồi đó. À, mình chạy đất 7 để mình kiếm phanh cứng, không có quên kiếm siêu sao 3 tiền. À, còn nếu mà bạn muốn kiếm siêu sao 4 tiền, dáng này cũng ngon như là siêu sao Ezreal á, nhưng mà bạn phải lựa theo tình huống nha. À, tình huống bạn hết máu rồi đó, mà bạn gọi là cố gắng gồng 8 để kiếm siêu sao 4 tiền, có chừng chết nha. À, có chừng đi á, cho nên là đa phần là chúng mình là mình thì mình sẽ không gồng cái kiểu vậy, mà mình sẽ chơi theo cái dạng là 7 trước cái đã, xong rồi nếu mà mình cảm giác nhưng mà mình thắng được thì mình thôi, còn nếu mà không thắng được thì mình tính trò con quét này hơi ẩu nha. Con quét này hơi ẩu nha, cho Mid Fortune thử coi, cho Mid Fortune thử coi bài đâu, cho Mid Fortune 40 húp liền luôn, húp vội ơi chà. Đi rồi. Có con Kaleba đằng sau nó quạt bà cố rồi, ai chịu cho nổi. Ôi trời ơi, nó không tính ra mình lia cũng sạch đó chứ bộ, đâu phải đùa đâu, nhưng mà có Kale này ba chịu rồi. Kaleba này ngoài sao nó quạt đau lắm, mà nó vậy còn có thêm trang bị ánh sáng theo kiểu là cái dạng cái đồ ngon đó chứ, cái đồ đó đỉnh đó, cái đồ đó là đi phù hợp đó. Đây nè, cái này mới ghê nè. Tìm kiếm tài năng rất là... Nhưng mà không Lấy cái trứng cho ngon lành đàng hoàng luôn. Tìm kiếm tài năng cũng ngon, tất cả tướng bạn đều có hiệu ứng siêu sao hết. Còn siêu sao các bạn sẽ tăng thêm máu với lại tốc đánh rất là ngon luôn. Nhưng mà không thể ngon bằng rồng đẻ trứng vàng được. Rồng đẻ trứng vàng này thì nó yêu cầu bạn một cái, một điều kiện duy nhất thôi là bạn phải thắng. Thắng nhiều nó mới mạnh, nên nó mới nhanh. Chứ chờ 10 hiệp, 11 hiệp mới nở trứng thì thôi, chôn. Cái trứng nó chôn cho bạn luôn, có khi là chưa kịp nở nữa là hai đứa tụi bay xuống hòm rồi. Khó đó chứ. Cho nên là phải cái trứng này là cái team bạn phải thắng được. Bạn nghĩ là bạn phải đang thắng được thì bạn mới ôm cái trứng này. Chứ còn mà bạn cảm giác bạn sắp thua đó, thì bạn đừng ôm trứng làm gì hết á. Rồi ôm trứng là bạn chết á. Khẳng định với anh em vậy luôn. Ôi thằng này nó có ấn luôn à, what the fuck, có ấn hết sale à, ấn nghèo nhưng mà chết rồi, 400 điểm quá quá giật rồi, thằng này nó thua dáng này nữa, nếu mà nó chết không, chết thằng này nó còn chỉ 20 mấy máu rồi, đau ủi chấm máu mà nó không chết, 600 điểm rồi, nó chết rồi, 600 điểm là cũng thuộc dạng gia chú đó nha. À, cũng thuộc dạng cha chú đấy, thằng quỷ này lấy thằng quỷ sinh rồi. Ồ, nó không thật sự luôn á chứ. Có thể nào cho tao con Mid Fortune ra không? Chạy lên Mid Fortune luôn. Lên luôn em ơi. Lên luôn em ơi, nếu mà không có ra mà đi tay to mặt lớn thì đúng kiểu cút luôn. Quốc thật luôn chứ chẳng đùa đâu bạn. Nếu mà không có ra là bài dáng này thì top 4 mà giỏi lắm mà bạn, nói thật. Nếu mà không có Mid Fortune ra thì dáng này top 4. Top 4 là thấy là cũng gọi là ok rồi đó. Sợ là có khi họ không tới top 4 nữa. Sợ là có khi không tới top 4 mà rớt đâu top 5.
thì đương nhiên rồi, những đội hình nào nó cũng vậy, nó phải có ưu và nhược điểm, và có những cái bắt buộc điều kiện cần và điều kiện đủ, điều kiện cần điều kiện đủ cũng quan trọng, điều kiện cần khác, điều kiện đủ khác nha. Điều kiện cần là bạn phải cần có miếng Fortune siêu sao, nhưng mà điều kiện đủ là phải là siêu sao ra mới ngon. Đủ cái đó thì mới vô được top 4, chứ còn mà không đủ thì một thiếu một trong hai thôi là cũng chết. Thiếu một trong hai thôi cũng đi. Trời ơi, Lucian hạng tư nữa, Lucian ba thằng thôi thôi, nhả tao một Lucian đi. Nhả tao một Lucian đi, what the hell. Thằng này đâu dữ trời. Nhả tao một Lucian đi cũng được, đúng kiểu là ông cố đó, còn một máu à, đúng kiểu lấy thập tử sinh luôn. Nhưng bài nó, cái thằng đó nó hết tiêu, nó khỏe đấy. Nãy nổ hũ 700 rồi vậy, 600, 700 điểm gì đấy. Quả đái thật. Tiếp tục xoay thôi. Bây giờ xoay chừng nào ra mid fortune thôi, chứ còn không xoay cũng chết. Cũng đi thôi. Phải có tụi bạn ơi, lên con này luôn, tốt lắm. Đây rồi, 3 sao luôn. Dễ thở hơn rồi đó. Dễ thở hơn rồi đó, bây giờ có bắt đầu là cảm giác ok hơn rồi đó. Từ khi mà mid có mid fortune 3 là bắt đầu là ok hơn rồi đó, chứ còn nãy giờ là có vẻ như nó hơi lấn cứng ở chỗ này nha. Hiệp sau văn đồ ra rồi. Hiệp sau văn đồ ra thì mình sẽ có thêm một đồ của phanh cứng nữa, thì mình sẽ đưa cái dùng kiếm cho con Kai'Sa. Kai'Sa cũng 3 sao rồi, chắc là phải cầm đồ để là tận dụng lượng sát thương cũng ổn định. Kai'Sa, tại vì Kai'Sa đi sát thương kỹ năng cũng khá ổn, cho nên là cầm cái dùng kiếm ngon rồi. Ok, đi. Có lại mãi đỉnh. Ok, trời đất cơ, văn đồ nãy giờ. Bây giờ mình trước tiên là mình bỏ vô kiếm vô đây, còn hai đồ này mình bỏ cho miếng Fortune, hợp lý luôn. Vì vậy chúng ta sẽ có hai carry hai bên, bắt đầu thấy ổn ổn hơn rồi đó. Bắt đầu thấy ổn ổn hơn rồi đó. Tuda mình lấy, mình bán con Kasante đi, mình để con này vô, đưa hết hai đồ cho nó luôn. Đưa hết hai đồ cho con này luôn, rất hợp lý luôn, đúng rồi đó, cứng rồi đó. Bây giờ là team mình khá là trâu máu, khi mà ba xa mà chúng ta kích được khá là nhiều bộ rồi. Bắn tốt lắm chứ bộ đùa các bạn, bắn tốt đấy. Bắn ok đấy. Ok đấy, này thì cây le 3 hả mày, tao đã có mid fortune 3 rồi. 4 trận nữa. 4 số nữa là nở trứng rồi, ngon. Ngon. Nói chung là cái trứng này nở cũng khá là lẹ. Đỏ quá. Chết tôi thật sự rồi. Bài này bây giờ lên đồ như vậy thì đồ gì đây? Bây giờ thiếu đồ hàng trước và thiếu đồ hàng sau luôn. Thì đồ trước đồ sau đều thiếu hết mới tục chứ. Thiếu đồ thiếu một hàng thôi, hàng trước là thiếu hoặc hàng sau thiếu thôi. Cả tăng cả đam đều thiếu đồ hết. Trời ơi. Why the fuck? Không có giáp vai mới tục. Nếu mà có cái giáp vai nữa team này tốt quá, tại vì trừ giáp đối phương ấy. Ơi ơi hay dữ trời. Trời ơi cũng hay dữ nè, bài được đấy, bài cảm giác nghe thú vị đấy. Cái này chắc chết quá. Ba số nữa, cố lên. Ok. Nữa rồi, ba trứng nữa, nổ trứng này không biết. Nổ trứng rồi phải cho được một hồi tập. Mình nhớ nổ trứng này nó có tỷ lệ, nhưng mà tỷ lệ ra 5 tiền là có rất ok. Chà, bắn cũng được lắm chứ bộ, nhưng mà có con này nó trâu dữ vậy trời. Con xét nó trâu và cố ơi luôn á. Nhưng mà sao trâu dữ cho con. Trâu thì ghê chưa, trâu dữ chưa, trâu đi, trâu nữa đi, trời nó có đùa với anh hả,
trâu hả? Bà vô bắn rồi bể đầu liền, ở đó bà trâu với tôi hả? Khỏe vãi, tính ra là rất ok luôn á, tính ra là con mấy phụ tuần bắn ổn lắm luôn. Có cái cung xanh nữa chứ, trâu hả? Chưa tao chưa lên gì khổng lồ rồi mừng đi. Tao mà lên gì khổng lồ nữa thì bắn mày cho kiểu là dạng đầu tắp mặt tối luôn. Trời đất ơi, hay thật sự. Wow. Bắt đầu thấy hơi đuối đuối rồi đó. Bây giờ kiếm được lên level 8 để kiếm con Lucian. Để Lucian vô chúng ta kích 4 ra là xem nó hợp lý luôn. Bắn đi em, nhưng mà cái này thua hả? Có cải thua cũng nổ hũ được, cũng không sao. Nhưng mà thằng không cố được level 10 rồi. Còn có đi mà chết mẹ rồi. Pha này mà không gạt cỏ thằng này trước thì chút xíu chết rồi chứ. Thằng này nó xả tiền kiểu chó gì ta mà nó xả ác vậy. Đúng kiểu là nó có lấy cái đồ mà thập tử nhất sinh nữa. Ok. Ôi đồ chán vậy. Mẹ xui dữ trời. Không mà mình nói thiệt nha, đồ này không ngon nha. Tại sao? Mình đã từng thấy có nó cho rất nhiều năm tiền luôn. Đến mức mà nó cho rất nhiều năm tiền với lại mấy nhân bản luôn. Gần như là chúng ta sẽ lên được một con năm tiền 3 sao luôn. Mà cái trứng này như vậy là tệ cho bạn à, cái trứng này như vậy là ok, không ngon nha. Đây là mình đánh giá cái trứng này là cái trứng một điểm thôi. Hai cái găng tay này thì ok, cũng gọi là có đồ đi. Nhưng cái găng tay đầu tiên rất là dởm luôn, có găng tay ánh sáng là rất là ok. Rồi lên được cái găng tay cũng ngon. Bài thắng bây giờ tiếp tục ốc 8 thôi. Nhưng mà cái trứng đó, trời ơi, cái trứng nó tệ quá vậy ta. Ồ, mình vẫn tiếc cái trứng nha. Cái trứng đó mà nó cho mình nó thiệt luôn, cái tiếc đó. Cái trứng đó mà chỉ cho 5 tiền 2 sao thôi, Lucian 2 thôi là quỷ diệt mẹ hết rồi, là ngon lành rồi. Trời ơi, mai cho hình như là nó cho một con 5 tiền 2 sao với lại hai cái máy nhân bản nữa. Thì bạn chỉ cần kiếm thêm 3 con nữa hoặc là 4 con nữa thôi là ok rồi. Trời ơi, là bạn có 5 tiền 3 sao rồi, rất khỏe luôn. Trời ơi, thôi không sao. Nào, bây giờ đưa đồ cho bớt cho mấy thằng này rồi, coi nó xả đồ ra chút xíu rồi. Ok, bây giờ đây ra rồi, 5 tiền. Rồi Bobby à, thôi gãy Bobby cũng được. Lấy bán con này đi, đưa hết đồ cho Bobby là hợp lý quá rồi. Đưa cái bàn tay ánh sáng cho con này đó, đó. Vậy là hợp lý quá rồi. Ok, cũng được đi. Có Bobby ở đây thì cũng khá ngon, nhưng mà thiếu Lucian. Lucian bây giờ thì mình lên 5 level 9 thôi, đúng không? Level 9 thôi. Wow, bắn tốt dễ sợ luôn, đúng đó, đúng kiểu là bài ngon luôn đó chứ. Bây giờ thiếu con Lucian nữa thôi là được rồi. Lucian để vô thay cho con người cá, con Nami là thôi xong. Hết bài. Ok. Ước chí hả? Ước gắng ước chính để nhận thêm quà cho con này nữa. Nếu mà thêm quà được thì thêm chắc chắn là 5 tiền rồi. Tại bây giờ là dòng này là dòng 4 tiền rồi. Dòng sau là chắc chắn là dòng 5 tiền. 5 tiền 2 sao, cái quà sinh nhật này sẽ là quà lớn đấy. Trời ơi, thằng này cũng ghê nè. Chứ không phải giỡn đâu nha bạn. Nhưng mà thằng này không có tuổi nào với mình hết luôn. Lúc 3 chứ bộ tự giỡn hả bạn. Nhưng mà xin lỗi, hôm bạn không có vé nào hết nha. Cũng là lúc 3 đồ này kia đó. Cũng căng đấy. Ghê đấy. Nè ghê đấy. Nhưng mà tiễn luôn. Bụp
lấy tiền một em về nước luôn, ngon lành. Xong luôn, bây giờ cố gắng ấp chín hết chứ hết sức có thể các bạn không? À bây giờ cứ rớt chín liên tục, rớt chín liên tục, rớt ra thêm một con 5 tiền nữa thì rất là ngon. Chà khó đây chứ. Bài này mà không rớt thì cái thằng kia là nó đang có cái chuỗi ở dưới kia một máu mà nó cầm cái chuỗi. Ồ, không nào giết nó được hết rồi thôi. Từ dưới đáy xã hội đi lên hay gì. Coi một đòn gì. Ok, trời ơi, tới nữa ta. Ok, trời ơi. Ôi thằng Lucian 2 rồi, nó chết rồi, nó cầm Lucian 2 rồi. Ai chà, vô kiếm đi, vô kiếm, lấy vô kiếm cho nó tự đổi, không được. Ờ, ghép cái này, ghép cái bùa đỏ đi. Ôi, phá này tục dữ trời. Ờ, nó lên Lucian 2 rồi, bây giờ mình làm sao lên được Lucian nữa đi, chết tôi rồi. Khó quá, khó quá. Đây, à, thằng này cũng ghê nè. 8 bit, 8 bit này có ấn 8 bit luôn. Thằng này chút xíu nổ hũ này chứ. Giỡn hả? Nổ hũ nè. Bắn là chết cái gì đâu mà chạy. Bình thường, bình thường, bình thường. Big Fortune lo được. Bây giờ phải kiếm được 4 da cái đã rồi tính. Đây rồi. Quá ngọt đi. Quá ngọt nước đi, 4 da mà bài này trâu lắm rồi. Bây giờ phát này lên 9 luôn là ngon. Trời ơi sao mà hay dữ trời. Ờ, phát này lên 9 luôn là quá ngon luôn. Đúng rồi. Để coi 9 nó rớt cái gì. Chà, là một con Quina. Quina thì không có liên can gì tới đồ hình lắm. Chà, cần này chứ. Ồ, bài này lụm này được luôn, lụm này được luôn. Bây giờ lên 9 rồi. Lên 9 rồi, còn thiếu một cái nữa là mình sẽ có nếu mà giờ ngon nhất là thì không phải là con Quina mà là con Zick. Bỏ con Zick vô sẽ thích được sắc với lại Hyper Bob. Sẽ thêm hai bộ nữa, rất là ok luôn. Ok, được, bài ngon đấy chứ. Thấy không? Tính ra bài cũng mạnh lắm chứ đâu có giỡn đâu bạn. Đây rồi, lên được 2 sao, zip luôn, rất ngon, trội rồi. Mà nhìn cái ống máu của con kia. Đó, để vô, lấy cái này đưa cho ông kia nè. Hợp lý luôn. Quá hợp lý luôn. Tiêu trội 5 tiền 2 sao không? Ôi 5 tiền 2 sao không? Trời đất ơi. Hình này ghê nè. Mà hình này gặp cái bóng của nó chứ không phải gặp người nữa. Nó có đánh thắng nó cũng nó không chết. Ôi mà thắng được đâu. Ôi con này nó... Ôi hồi máu gì ghê vậy? What? Trời ơi. Chỗ này. Chỗ này thì nè. Sao? Sao trời ơi. Khỏe dữ vậy trời. Ồ khỏe dữ vậy. Đau đớn thiệt. What the hell luôn, khỏe ác thiệt. Rồi xong luôn, lấy con đó luôn rồi. Nó đi rồi. Mình thấy giống lắm. Ồ, cái màu giống lắm nha. Thằng này đi hết tiêu đúng không nhờ. Ồ hết tiêu đi 7 hết tiêu rồi. Mà nó thắng kiểu này thì thiếu nổ hũ ngàn nữa. Ôi, nó hổ ngàn thì thôi chôn. Thôi. Nữa cái mẹ cái trận đẹp như vậy mà gặp trúng ông cố thì thôi đưa về đi rồi. Rồi lên được con đó. Thôi. Ilaoi 3 rồi còn con kia 3 nữa. Mẹ mới đầu năm vô gặp trúng quái vật gì đây. Trời ơi. Không thằng nào giết thằng này hết giùm luôn á. Trời ơi. Đây cái chó gì nữa. Nè hay thật nhờ. Ồ hay thật luôn á. Ồ vậy thua bạn ơi. Thôi nằm ráo nước rồi mình muốn làm gì làm đi.
Ôi đất ơi mẹ nó, hai con 2 năm sao đây thì quên, hai con 5 tiền 3 sao đây chơi gì? Trời bài bài top 1 thế mà cuối cùng lại dướng trúng thằng ông cố này, quá giật. Bài mình top 1 chứ top gì, bài nói thiệt luôn, chỉ dướng đúng kiểu 5-2 kẹt 1, kẹt đúng thằng nội thì thôi, thua luôn à. Trời ơi, thôi thôi, tao nằm mà nè, muốn làm gì làm đi, hãm đi, hãm đi. Trời ơi, quá đáng thiệt sự luôn, một con đã chơi không lại, đánh hai con luôn. Hồi bà con đánh rớt tiền kìa. Đồ đạc chó gì vậy trời, đồ đạc gì vậy, bạn có đánh rớt tiền kìa. What the hell, ảo ma Canada thật sự luôn. Trời ơi, đúng kiểu là giờ là gọi là sao ta, gọi là cố gắng cho đến phút cuối cùng phải không? Ôi đất ơi, chứ nhiệm vụ này anh không thể hoàn thành được rồi. Chỉ huy ơi, nhiệm vụ này không thể hoàn thành được rồi. Quá đáng thật sự luôn. Trời ơi. Mà cái con nó cầm đồ gì mà nó quýnh rớt tiền ghê vậy trời. Hay là nội tại của nó nhờ. What the hell, nó quýnh một một phát rớt một đống. Hàng chi sao thằng cũng cố đó, nó 10 sớm như vậy. Trời ơi, lừa đảo thật sự luôn, đúng kiểu lừa đảo luôn. Mà đã vậy còn hai con nữa chứ không phải một con không đâu, một con tôi bố còn cố gắng chứ hai con là chơi kiểu gì. Game lừa vậy. Vậy thì chỉ có quỳ thôi, tao quỳ rồi làm gì làm đi. Trời đã vậy còn bỏ thêm một đống vô nữa, thấy có rảnh đâu vậy. Trời ơi, để hai con kia thôi được rồi, bỏ một đống vô chi nữa. Hai con kia nó lia sạch rồi bạn, còn cái gì nữa đâu mà. Giọng cũng đi luôn. Ok anh em đang xem lại cho mình một like, ai chưa nút đăng ký thì bấm nút đăng ký một channel mình nhé, cảm ơn bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ, chúc mọi người năm mới đừng gặp quái vật nha, quá vật. Hey, call. Hey, my daddy, call.